Người lính giữ cờ trên đá gạt ma. Nếu tôi hy sinh thì đó là đóng góp cho quê hương, cho tổ quốc. Đó là niềm vinh dự, là niềm tự hào. Lê Hữu Thảo. Quý vị và các bạn thân mến, như đã hứa, để có cái nhìn tổng thể hơn, đa chiều và toàn diện về sự kiện Gạc Ma, Uyên Uyên Việt Nam vẫn tiếp tục đi tìm nhân chứng. Chúng ta đã gặp người cựu lính công binh Phạm Văn Nhân, Nam Định, với cuộc sống hiện tại của người nông dân. Hôm nay, Uyên Uyên Việt Nam xin kính mời quý vị và các bạn làm quen với chiến sĩ hải quân Lê Hữu Thảo, người lính giữ cờ trên đá Gạc Ma. Trân trọng giới thiệu. Xin chào anh. Trước hết, Uyên Uyên Việt Nam xin có lời cảm ơn anh đã nhận lời tiếp và chia sẻ thông tin với Uyên Uyên Việt Nam và khán giả của Uyên Uyên Việt Nam. Tôi xin tự giới thiệu. Tên tôi là Lê Hữu Thảo, sinh năm 1965, quê xã Hương Thụy, huyện Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay tôi đã xây dựng gia đình và chuyển về ở địa chỉ khối phố Nam Tiến, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh. Bây giờ vợ đã có một em bé 16 tháng và tên là Lê Nguyễn Trường Sa. Và vợ đã có bầu, hiện nay là hơn 5 tháng. Bà xã tên là Nguyễn Thị Hải. Anh là một cựu chiến binh, cũng được khá nhiều người biết đến bởi vì tên tuổi gắn liền với một cái sự kiện, đó là sự kiện về Trường Sa. Anh có thể chia sẻ với khán giả về những gắn bó của mình trong đời binh nghiệp của anh đối với cái sự kiện Trường Sa được không, thưa anh? Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì cũng có nguyện vọng là đi vào học các cái trường chuyên nghiệp, nhưng mà cái thời đấy chỉ là có cái tiếng gọi là thanh niên lên đường nhập ngũ, cho nên tôi đã nhập ngũ và được bổ trí vào một cái đơn vị hải quân thuộc lữ đoàn 147 hải quân đánh bộ quân chủng hải quân. Đơn vị thì đóng ở Quảng Ninh và chúng tôi thì huấn luyện ở Quảng Ninh, nhưng mà vào cái thời kỳ năm 1987 ấy, thì Biển Đông có nhiều cái biển động rất là nóng, nhiều tàu khu trục và hồ về tên lửa cũng như tàu thám hiểm của Trung Quốc cũng như một số tàu của nước ngoài hoạt động rất là mạnh ở Biển Đông, cho nên là chúng tôi được đơn vị điều động cử vào đơn vị lữ đoàn 146 hải quân đánh bộ trực thuộc cục bảo vệ quần đảo Trường Sa để làm nhiệm vụ. Thì đầu năm 88 thì chúng tôi gồm 35 người được lữ đoàn 147 cử đi cái chuyến đầu tiên, tức là vào tiếp sức và cho Trường Sa và được biên chế vào lữ đoàn 146. Thì đầu năm 1988 thì tình hình rất là nóng, cũng rất là căng thẳng ở ngoài Trường Sa. Thì chúng tôi được lữ đoàn 146, tức là ở bên phòng tham mưu, thành lập ra hai cái trung đội chiến đấu để đi ra làm nhiệm vụ là bảo vệ chủ quyền, tức là giữ đảo. Nó nằm ở trong cái chiến dịch CV88, tức là
chiến dịch CP gọi là chủ quyền, tức là bảo vệ chủ quyền. Cùng đi với chúng tôi ấy, thì có một cái lực lượng công binh để ra xây dựng nhà cho những cái đơn vị khác, như đơn vị chúng tôi mà chốt tại trên đảo làm nhà giam. Ngoài ra có một bộ phận cũng ít lính thông tin hoặc là lính hải đồ thuộc của quân chủng hải quân cử ra để làm nhiệm vụ, và đi theo cái tàu HQ-604 thì cái thủ đoàn ấy là có khoảng 23 người ở trên tàu HQ-604. Trong nhiệm vụ chỉ huy tổng tám này thì chúng tôi còn có ba tàu, tức là tàu HQ-605, HQ-604 và HQ-505, và làm nhiệm vụ là ra gìn giữ ba đảo, tức đảo Cô Linh, Đen Đa và Cạc Má. Nhưng mà có một cái điều là chỉ có trên tàu 604 chúng tôi là có lính chiến đấu và sẽ là cắm chốt lại ở trên đảo Cạc Má và đảo Đen Đa. Đó là trong cái nhiệm vụ. Chứ còn trên cái tàu HQ-605 và HQ-505 thì chỉ có thủy thủ đoàn, chưa có lính chiến đấu. Cái giai đoạn đó thì đất nước ta rất là khó khăn và cũng thiếu thốn rất là nhiều, vì cũng mới qua chiến tranh, cũng đúng cái giai đoạn cầm mần khiến cuộc sống của những người lính chúng tôi rất là vất vả. Có lẽ đi làm cái nhiệm vụ này thì chỉ có một số ít trong lính chiến đấu chúng tôi là biết là tình hình là cũng rất là căng thẳng, chứ còn những bộ phận khác thì hầu như là họ không biết, mà chỉ biết là ra những nhiệm vụ vậy thôi. Cho nên là trước khi đi, tôi cũng như một số đồng đội của tôi bây giờ họ đã hy sinh rồi ấy, là gửi những lá thư về để từ biệt gia đình. Như bản thân tôi cũng đã gửi hai lá thư khi mà hành quân qua quê hương, tức là thả hai lá thư xuống ở ga tàu. Trong đó là một lá thư là tôi gửi cho chi đoàn để dành những người thanh niên, nếu mà tôi hy sinh ấy, thì như họ sẽ đến chăm sóc cho bố mẹ và đồng viên gia đình. Thì một lá thư cho gia đình hay cho anh chị thì cũng dành nó đọc để biết, chứ đừng có nói bố mẹ. Đấy cũng xác định là một, nếu mà tôi hy sinh thì coi như là cũng là đóng góp cho quê hương, cho tổ quốc, và cũng đây là một cái niềm vinh dự, cái niềm tự hào của một người thanh niên, cũng là một cái gia đình mình có cái sự đóng góp mà trong cái nhiệm vụ là bảo vệ tổ quốc. Vào chiều 10 tháng 3 năm 1988 thì tất cả các đơn vị chúng tôi lên tàu HQ-604 để rời cảng Cam Ranh và nhận nhiệm vụ và đi ra để bảo vệ đảo. Nhưng mà tàu chạy được khoảng mấy tiếng đồng hồ thì gặp sóng to gió lớn, mưa rất là to và giống như là bão, gọi là áp thấp nhiệt đới cục bộ ấy, tức là nó chỉ có một vùng mà nó sóng to gió lớn rất là lớn, tàu không thể đi nổi. Thì lúc đó là xin lành để quay trở lại, thế là tàu được phép quay trở lại và chúng tôi có thêm một ngày để nghỉ ngơi. Nhưng mà so với cái hành trình thì nó mình chậm hơn một ngày. Điểm chiều ngày 11 là khoảng lúc 7 giờ tối thì chúng tôi lại lên tàu và bắt đầu xuất phát tiếp và đi ra Trường Sa. Thì tàu thì nhỏ và tốc độ thì không lớn, cho nên đi cũng rất là lâu và cũng phải đi qua một cái số đảo nữa. Để trong cái chuyến tàu mình ra này thì có một cái số đảo mình phải tiếp nước hoặc là gửi thứ tư hoặc bưu phẩm từ trong bờ ra, một cái số đảo. Và trong cái hải trình đó thì còn có cái nhiệm vụ, tức là gặp cái tàu HQ-505 ở cái đảo Đa Lớn để các cái đồng chí chỉ huy để họp bàn rồi là giao nhiệm vụ, rồi là cũng như là để thống nhất để quán triệt cái nội dung. Vì là cái tính chất ấy là nhiều đơn vị, cho nên là khi đi ở đến tàu thì chúng tôi một số bắt đầu là làm quen nhau rồi mới biết được là ai ở đơn vị nào, quê hương ở đâu, rồi tâm tư nguyện vọng của những người thân biết. Chất truy trước là họ là ở cái đơn vị khác đó, cho nên là cơ thực kỳ
những giây phút ngắn ngủi đó thì tranh thủ để mà làm quen rồi họ. Sau này tôi nhớ rất là nhiều người khi mà quen ở trên tàu đó, tôi biết nhớ cả họ tên, cả tâm tư, cả gia đình các thứ, và tôi đã tìm đến nơi. Trong những hành trình đi tìm những gia đình liệt sĩ và tìm năm rồi thì tôi đã từng đi qua nhiều địa phương, nhiều tỉnh và đã tìm đến thăm gia đình cũng như thắp nén nhang ở đến bàn thờ cho các cái đồng đội mà hy sinh đó. Khoảng 4 giờ chiều ngày 13 tháng 3 thì tàu HQ-64 đến cập được cái bãi đá Gạc Má. Lúc đó thì thời tiết rất là đẹp, trời yên biển lặng nhìn rất là đẹp. Cái bãi đá Gạc Má lúc đó là nó mình nhìn nó khác với cái biển ở xung quanh, nó màu xanh thẳm, nó sâu. Còn bãi đá Gạc Má thì nó cái màu của nó là màu nón chuỗi bởi vì nước nó nóng hơn đó. Và lúc đó thì chúng tôi nhìn sang ở bên cái đảo Cô Linh ấy, thì nhìn thấy cái tàu 505 nó cũng đã cập được cái đảo Cô Linh. Khi chúng tôi đến được khoảng 30 phút thì một số anh em đang nghỉ ngơi, và người thì thả câu, thì người thì nói chuyện. Thì trong lúc đó thì tôi cùng với một số người, mà tôi cũng nhớ là có một số chiến sĩ đang rất mới, tôi có những chiến sĩ là như đồng chí Nguyễn Văn Phương quê ở Thái Bình ấy, là tâm tư về tôi mà chúng ta nói về chuyện học hành. Còn tôi cũng nói chuyện điều sau này còn đi theo con đường binh nghiệp, hoặc cũng như là trở về sẽ đi theo một cái trường chuyên nghiệp nào đó. Và trong lúc mà chúng tôi nghỉ ngơi và nói chuyện như vậy thì tàu Trung Quốc, một cái tàu Trung Quốc ập đến, nó đầu cách chừng khoảng 150 mét, tức là dưới biển mà nhìn khoảng 150-200 mét thì rất là gần. Và lính Trung Quốc ấy, chúng nó tập trung đến đánh bóng ấy, và nó đứng ra mà nó cầm loa, nó nói bằng tiếng Việt là đây là lãnh thổ của Trung Quốc, yêu cầu bộ đội và tàu Việt Nam phải rút khỏi đây. Và chính tàu Trung Quốc lúc đó ấy, thì chúng tôi có nhìn thấy vài người da trắng, tức là không phải người Trung Quốc, có thể là người phương Tây, có thể là chuyên gia, hoặc là có thể những cái thứ gì đó, có thể sau này suy nghĩ chúng tôi nó sẽ khác với ngày xưa. Chúng tôi thì không có loa, cho nên là anh em tập trung lên ở trên cái bóng tàu và bắt tay đến miệng làm loa thế này, bảo đây là lãnh thổ thuộc chủ quyền của Việt Nam, yêu cầu tàu Trung Quốc và bộ đội Trung phải rút khỏi đây ngay. Thì sau khi hai bên mà cứ nói qua nói lại đấu khẩu vậy á, thì khoảng 30 phút thì tàu Trung Quốc nó rút, vì lúc đó trời cũng hơi bắt đầu mơ mơ nhà em rồi, thì nó rút đi và đi khuất luôn. Trong cái đêm đó thì chúng tôi nghỉ ngơi thì cũng chỉ cắt vài người đánh gác thôi. Còn nữa là trong các cái đơn vị bộ đội thì hầu như vậy, bất kỳ ở đâu thì cũng có vài người để đánh gác. Còn nữa thì là đa số là mệt rồi là nằm nghỉ. Thì còn bọn tôi thì có cái may mắn là không say sóng, cho nên là lại là mang đi cũng rất là nhiều thuộc lạ và kẹo ảnh được bạn bè ở trong mưa họ muối không, là mở ra thì cũng để chiếu lại những người mà mình mới quen, những các cái chiến sĩ thế nọ. Nhưng chúng tôi nói chuyện rất là khuya, tâm tư tình cảm rồi nó nói chuyện, chứ cũng không ngờ đấy là những cuộc nói chuyện cuối cùng. Đến tầm 2 giờ đêm thì được thủy triều xuống, thì bên bộ phận công binh họ thả cái chiếc súng nhôm xuống, mà họ cho 4-5 chiến sĩ đem cuộc xe bén ra, họ kiểm tra và họ đào một cái lỗ, họ chôn cái cột để làm cột cơ, tức là cái chỗ mà hơi tương đối bằng phẳng các thứ. Thì họ làm xong thì là
trong lại một cái cột để là làm cái điểm, giống như kiểu mà mình sẽ làm cái nhà gian ở đó, và cũng là cái cột để mình treo cột cờ lên đó. Thì đến 5 giờ sáng thì lúc đó là thủy triều cũng rút, gọi là còn rất là ít lượng nước, chỉ còn thấy san hô lấp sấp, tức là có những nơi thì mình nhìn thấy nó lổm nhổm lố nhố san hô. 5 giờ sáng thì đồng chí Nguyễn Mộng Phong và đồng chí Trần Văn Phước, tức là chỉ huy của tôi, gọi tôi dậy và giao nhiệm vụ, tức là bảo tôi là mượn 2 khẩu súng AK và cử thêm vài đồng chí nữa xuống để làm nhiệm vụ là bảo vệ cơ và cắm cơ. Trong lúc đó thì tôi thấy đồng chí Trần Đức Thống, chỉ huy chúng của chiến dịch ấy, cũng đã dày và cũng đốc thúc các cái đơn vị là dày để chuẩn bị ăn đánh ngắn rồi mặt ăn sáng rồi là để mà làm nhiệm vụ. Thì khi lúc mà khoảng chỉ 5 giờ mấy phút thôi thì tôi cử đồng chí Thanh, đồng chí Trúc, đồng chí Tư, đầu tiên Tư, tức là xuống chuông với tôi để đi ra để giữ cơ. Thì đồng chí Thanh thì đang bị ổn cho nên chỉ có mình tôi và đồng chí Trúc với đồng chí đầu tiên Tư. Thì tôi mượn của bên thủy thủ đoàn 2 khẩu AK 47 có 2 băng đạn, bởi vì là súng của bọn tôi là trên cái đường hành quân như này là bỏ trong cái khó, bỏ cái dưới hầm tàu, súng nó còn rất là mới, rất là nhiều loại súng đạn, có cả B-40, B-41 rồi 12-7 RBD AK rất là nhiều, rất là mới, nhưng mà là trên cả cái hành trình trên biển như này không thể là phát súng cho từng người một, cho nên nó ra cũng đó là cũng một cái sau này mình thấy là cũng một cái thiếu sót. Khi được các cái đồng chí lính công binh ấy, mà chở ra chúng tôi ra ngoài chỗ mà cái cột cờ, thì ở đó thì gồm đồng chí Nguyễn Mộng Phong, đồng chí Trần Văn Phương, tôi và 2 người chiến sĩ của tôi nữa. Tức ra chúng tôi đứng xuống kiểm tra cái lại cột cờ và lấy thêm một ít san hô là để chèn lại cái cột cờ kiểm tra cho nó chắc. Thì trong khi mà chúng tôi đang còn làm kiểm tra cái cột cờ đó thì là có thêm một đồng chí Nguyễn Văn Lanh, sau này được phóng anh hùng lực lượng vũ trang, tức là đứng ở trên tàu á. Lúc đó thấy đồng chí không mặc cái quần đùi nhảy xuống rồi là cũng bơi vào chỗ chúng tôi, nên là lúc đó là cũng chưa có đồng tình gì cả, thì chúng tôi cũng đem thuốc lá ra hút rồi nói chuyện, ngoài cái việc kiểm tra nói chuyện. Thì anh Nguyễn Đỗ Phóng ấy, tức là chỉ huy trưởng của bọn tôi mà cũng là có những chỉ huy cái đạo trưởng đó, thì cử mấy cái đồng chí công binh châu xuồng đó quay trở lại Vũng Tàu để bọc vật liệu và đem cơ ra. Thì lúc đó là ở trên tàu là lính công binh các đơn vị cũng dày rồi, thì bắt đầu là họ lại treo ra một chuyện nữa là họ dòng một cái sợi giấy ra, xong bắt đầu là họ cho một số người giữ đầu giấy ấy, để mà mình tơi giống như là cái xuồng mà đi lại ấy. Thì khi mà làm được cái động tác đó rồi ấy, mà đem cái sợi giấy ra vào rồi thì xuồng quay trở vào để bọc vật liệu. Thì lúc đó là thời điểm Trung Quốc gặp đến ba tàu, tức là cũng rất là gần, khoảng tầm 200-300 mét là đầu, khoảng cách gần, và một tàu thì đầu rất là xa, tức là 4 tàu cả khu trục và cả hồ tên lửa. Thì chúng nó đến liền là chúng nó thả xuống máy xuống, 4 xuống máy, có một mỗi tàu là một xuồng, nhưng mà riêng một tàu nó thả 2 xuồng. Thì nó đổ hồ vào trong cái bãi đá Gạc Má, 50 tên. Khi đó là bây giờ tôi là được giao nhiệm vụ là quan sát, cho nên tôi đếm từ việc 50 tên, nhưng mà có 48 tên là mang AK, còn một tên là đứng cuối cùng là mang cái bộ đàm một số lực,
và còn cái tên chỉ huy thì nó xuống sau cùng thì nó bắn súng ngắn mà đứng rất là gần cái khoảng cách sân cân của bọn mình, cho nên là khi mà nó đổ bộ xuống xong rồi thì chúng nó vẫn đang còn ăn sáng, rừng lùng rất là chưa có gì cả, cho nó thả mình gọi ăn sáng thì chúng tôi thì chỉ đi lại lại để kiểm tra và nắm bắt tình hình thôi. Thì trong cái lúc mà cái chuồng vật liệu của mình tức là chuyển thứ ba, nhưng mà là đây mình chở cơ và vật liệu ra, thì khi các đồng chí cầm binh mà chở vật liệu ra thì trên đường mà đi ra thì chúng nó đổ bộ xong rồi thì có một chiếc xuồng ấy là chúng nó gắn súng máy, chúng nó chạy quanh tàu hạt cái 64 mà chĩa súng lên nó khiêu khích và nó chạy mấy vòng quanh cái tàu hạt cái 64 và nó lấy giáo nó cắt cái giấy rồi, cắt cái sợi giấy của mình luôn, cắt cái sợi giấy mà để mình chăng kéo xuống. Thì đó là cái động thái ở quanh tàu. Thế còn các cái đồng chí công binh và bên chỗ anh Phóng mà khi mà cái xuồng vật liệu ra thì là gần đến nơi thì tình hình lúc đó tôi thấy là rất là căng thẳng. Nhưng tôi nghĩ lại có hỏi nói hủy với anh Phóng và anh Phước bảo chắc chắn là sẽ đánh nhau bằng tay không hoặc là đánh giảm nó cao thì chắc chắn thôi, bởi vì là cái động thái của nó không thể nào mà ấy là cái tình hình mà đứng bao vây mà lại giảm thế này. Mình nhìn cái tác phong thì tôi bảo là chính cái chỉ thị là như thế nào, thì anh Phóng và anh Phước bảo là cứ bình tĩnh phải quan sát và xem nó hành động như thế nào thì mình tùy cơ nó mà ứng biến. Thì lúc đó thì khi hội ý vừa xong thì tôi vừa đi lại một cơ và cả đồng chí Tứ nữa, thì đồng chí Đầu Xuân Tứ là hai bên khá bọn tôi bảo vệ một cơ chứ một nó có hai khẩu súng bảo vệ một cơ đấy. Thì cái lúc đó thì ở trên cái tàu của mình á, là anh em cũng rất khẩn trương, khi mà bọn tôi xuống nữa đến nó khẩn trương dày lau tươi vũ khí súng ngóng, nhưng mà tất nhiên là có người sống có người sống, nhưng mà một số là cũng đã mang được B40 rồi, là một số AK hoặc RBD tức là có một số là chuẩn bị sống rồi, có ba vị trí rồi. Thì còn một số thì là cũng đang lau chùi nhưng mà đang ở phía dưới hoặc là đang vận chuyển phía dưới. Còn một số thủy thủ hoặc là một số lính bộ hành công binh ấy, thì họ cũng xuống dưới thăm tàu ấy. Tức là hầu như khi ở trên bóng tàu chỉ có một số thôi, một số là có những người có thể là họ thấy như vậy thì họ đang ẩn nấp lúc đó, còn một số thì họ ở dưới bóng tàu. Thì khi mà chúng tôi mà chiếng cơ lên và truyền tay nhau ấy, từ người này qua người kia thì chúng nó xong vào chúng nó cướp cơ, thì hai bên đánh nhau thì nó dùng lê rồi mình thì cũng có cuộc sẻng sao bén, hai bên cùng đánh nhau mà nó không cướp được cái cơ của mình thì mình đánh thế nào, mình cũng có bị thương thì nó cũng có bị thương, thì nó rút ra một đoạn tức là ở chỗ cơ. Thì ở chỗ khi đó thì là anh Phương thì là đang cầm cái lá cơ, tức là đến anh Phương tức là quá nhiều người mà để anh Phương chứ mình đang giữ được cơ, thì mình đang đi lại cái phía tối ấy. Thì ở chỗ tối thì là có ba thằng, tức là nó đứng rất là cách khoảng 1.5 m và đó thì bọn tôi có hai khẩu súng. Thì đồng chí Đầu Xuân Tứ thì mang một khẩu để mang vào trước ngực, thì bởi vì cái lúc mà bên này đánh nhạc ra ca thì ở chỗ tôi thì là chúng nó cầm vào cái một thằng nó cầm vào cái cổ áo của một cái vai súng của đồng chí Đầu Xuân Tứ. Thế còn một thằng nữa tức là nó cầm vào cái bả vai. Thì tôi đứng bên cạnh lúc đó thì một tay cầm súng vì tôi không mang súng cho người, có người thập cho nên không mang súng, và một tay thì tôi cũng cầm lấy cái vai của đồng chí Tứ này là cũng để kéo luôn. Thì trong lúc tôi vừa kéo đồng chí Tứ chặt lui thì tôi nghe một loạt AK, tức là AK này tôi cũng chưa xác định được là của ai bắn, nhưng có một loạt AK nổ cách một đoạn, và sau loạt AK đó thì nghe tiếng súng ngắn, tức là có nhìn thấy thằng chỉ huy nó bắn anh Phương, nó bắn chỉ Thiên chứ không phải nó bắn anh Phương, nó bắn chỉ Thiên. Có nhiều người nói là nó bắn anh Phương nhưng cơ thực lắm mà nó là bắn chỉ Thiên,
và nó rơi khẩu súng luôn, nó rơi bắn nó súng nổ nó rơi. Chỉ chính những cái thằng đứng gần đó thì nó mới bắn anh Phương. Thì tôi có nghe tiếng anh Phương có hô lên. Khi anh Phương nó bị sau này thì cũng như tôi nói với trước đây tôi cũng đã nói với báo chí rồi và cũng nói với rất là nhiều người rồi, thì sau này gia đình đi khai quật thì cũng đúng như vậy, tức là anh Phương nó bị bắn một phát dưới bụng, thì anh hơi ngả ngửa người ra thì nó bắn một phiên bên này chuyển sang đây. Thì khi mà anh Phương hô lên thì tôi cũng cũng chỉ biết là mình lúc này thì cũng là một người lính thì cũng chỉ có xử lý những cái việc mà mình cần làm, cũng như là cái nhiệm vụ của mình là bảo vệ cơ và bảo vệ những người lính của mình, hoặc là mình là một người lính chiến đấu thì mình chỉ biết mình làm được những cái gì có thể thôi. Và chỉ trong vòng mấy phút thì đàn nó bắn mù mịt, tức là trước hết không phải như ở trên cái clip của Trung Quốc đưa trên mạng, và là ở dưới đảo chúng nó bắn, chúng nó bắn vào cái đội hình chúng tôi, tức là 40 mấy cái khẩu AK nó bắn vào cái đội hình của chúng tôi, nó bắn hết đàn rồi, thì ở trên tàu nó bắn xuống, tức là đàn ở cái quanh người tôi thấy mù mịt rồi, tức là tiếng súng nổ rồi các thứ rồi. Bắt đầu là khi mà nó bắn hết đàn thì cái xuống máy của nó súng chở rất là mạnh, tay nó chở như thằng lính của nó ở dưới đảo để lên tàu, thì còn ở trên tàu thì nó bắn vào cái tàu HQ601 và nó đồng thời nó cả bắn sang HQ605. Và buổi sáng nó nói hoặc đêm nó vì bọn tôi sáng nó phát hiện ra là cái tàu 605 cũng đã cập cái bãi đá lên đảo, thì là nó bắn cả ba tàu một lúc. Thì lúc đó là tôi chỉ còn tay không nữa thôi, bởi vì cũng chẳng có làm gì, cái khoảng cách xa mà cũng chẳng có súng nữa, súng cũng chẳng có đàn nữa mà cũng chẳng có làm gì, thì tôi thấy đàn bắn mình thì tôi làm xuống thì nó vẫn bắn theo. Tôi làm mấy lần thì nó cứ bắn theo, thì tôi lặn lên, khi thì tôi lặn sang trái, khi lặn sang phải, thì khi mà tôi nổi lên ấy, thì tôi thấy là ở trên cái tàu sáu hạt cái 604 nó được là giống như kiểu mà bị cái bao trùm, tức là toàn là cái ánh tiếng nổ và cái ánh lửa rồi là cháy các thứ. Thì khi mà tôi làm lần thứ ba tôi nổi lên thì tôi thấy giống như kiểu cái đai chỉ huy ấy, cái tháp tàu á nó đứt ra khỏi tàu, nó đứt ra, nó bay lên tách ra khỏi tàu, thì tàu chìm, nó chìm rất là nhanh, nó chìm như là tôi bơi ra một đoạn nữa, lúc đấy tôi cũng chưa bơi quay lại đâu, bơi ra một đoạn thì tôi ngoảnh lại thì tôi thấy là nó không bắn nữa, nhưng mà ở chỗ cái tàu chìm thì thấy những cái đồ vật và một cái số nổi lên rất nhiều, thì tôi bơi lăm bông, tôi bơi quay lại chỗ cái tàu chìm. Thì bơi gần nó thì đến cái tàu chim thì tôi có nghe tiếng rên rỉ mà có cái kêu là giống như kiểu mà tôi nghe lúc cái ấm vang ngay đó đến chơi, tôi nghe là cứu anh người Thảo ấy. Thì tôi bơi lại thì tôi phát hiện ra là anh Hải, vì tôi cũng biết anh ở trong cái khi mà cái trung đội khác, tôi biết là anh lúc đấy là hình như là thiếu úy, là trúng đội, hình như là trúng đội phó, trúng đội trưởng, cái đơn vị cái bàn. Thế là tôi thấy anh bị thương rất là nặng, anh nhắm mắt, anh nằm ở trên một cái động pháo cá nhân, nhưng mà nó lại tàu chim chứ nó lại kết được với nhau, thì anh nằm ở trên động. Thì tôi bơi vào, tôi bám vào cái chỗ cái động pháo đó, mà tôi nhìn, tôi quan sát vào thì ở trên đảo thì tôi chỉ còn phát hiện ra là chúng nó chỉ còn là một số ít thôi, nó cắm chỗ lại là một số ít thôi. Sau đó thì tôi đếm được nó năm tên, nó còn đứng lại đó. Thì nhìn vào đảo thì thấy có nhấp nhô còn một số người bộ đội của mình là may mắn là thoát chết, và đang còn chiếc xuồng, cái chiếc xuồng công binh mà mình vận chuyển đó, nó bắn cho thủng như cái sàn, nó bắn nó chặt cả ngang với cả đáy nữa. Nhưng mà may là các cái đồng chí công binh họ lại, và một số may mắn trong đó họ lại giữ được lại đó. Cho nên lúc đó là tôi đẩy anh Hải vào đó, và tôi bảo mọi người bảo bây anh lính ở trên xuồng, mọi người đừng có tập trung làm một chỗ thế này thì rất là nguy hiểm, vì nó chỉ cần bắn một quả đạn pháo thôi thì là mình chết hết, bởi vì là thằng Trung Quốc nó không tuân thủ cái luật ở trên biển gì cả. Khi mà đáng lẽ là
cái đối phương mà bị rơi xuống biển không còn vũ khí nữa, chỉ là nó phải cứu, chứ nó không thể là có thể nó bắt làm tù binh hoặc nó cứu, chứ nó không thể là còn bắn, nhưng cuộc thì không thể chừng, bởi vì khi tàu của mình chìm rồi á thì nó một số người mà đang còn trôi hoặc đang còn bơi trên biển nó vẫn bắn tỉa một số người. Thì tôi bảo mọi người tản ra, là một thứ hai là để lôi ra tìm những ai còn bị thương hay là có vớt được thi thể nào. Thì là lúc đó là mọi người là anh em tỏa ra tìm, lôi ra tìm, thì vớt được lúc đó là vớt được anh Phương, vớt được đồng chí Lánh cũng như đồng chí Tử, mấy đồng chí bị thương, mấy đồng chí mình thì có nghĩa là cái thời gian mà tôi kể đấy thì không thể là, tức là người trước người sau hoặc đấy, nhưng mà đại để là cái công việc là như vậy. Thì anh em là vớt được mấy người như vậy, cả bị thương với cả thi thể anh Phương, thì đưa lên chuông, mấy người bị thương thì đưa lên chuông, anh Nguyễn Văn Lánh, rồi anh Tứ cũng là đỉnh công binh lên chuông, còn anh Phương lúc đó họ chưa lên chuông. Thì tôi bảo họ ai biết bơi thì bơi ra, bởi vì tôi thấy có thể có rất nhiều người trôi ở ngoài, thì thấy có lẽ là không biết là họ không biết bơi hoặc là họ cũng không bơi giỏi, nhưng mà rồi cũng không có ai bơi, thì tôi một mình là bơi ra tiếp. Tôi bơi ra thì bơi ra xa thì nước chảy rất là mạnh, tôi bơi tôi phát hiện ra một người bị thương đó, thì tôi bơi tôi cố để tôi cứu, nhưng mà nước nó chảy thì tôi bơi gần kịp rồi, thì phát hiện ra là lại ra xa cả cây số ra là tàu Trung Quốc đang ở đấy, nó còn ở phía trước. Thấy thế là lúc đó là tôi không cứu được cái người đó, tôi phải bơi trở lại. Tôi bơi trở lại thì tôi bơi vào. Bơi vào thì trong lúc đó thì thủy triều cũng lên tương đối cao rồi, tức là khoảng 9 giờ rồi đó. Thì vào lúc đó thì tôi cũng hơi mệt rồi, thì bảo anh em tìm kiếm tiếp. Thì vừa tìm kiếm vừa là mình cũng cố để đợi cái thời gian xem là chi viện thế nào, tiếp viện thế nào. Thì tìm thì khi đấy là đang còn nổi tìm thì cũng là nước nó lên đến ngực đây rồi, chỉ thấy cá mập nó vào nó quẩy nước túng tuệ rồi hơi máu cứ, thì nó vào nó quẩy nước túng tuệ là thấy nguy hiểm nữa rồi, mà cũng khó tìm rồi. Thì bắt đầu lúc đó là tôi bảo thôi dừng, và anh em có cùng là cái xuống. Lúc đó khi là chính thức lúc đó thì tôi mới đếm ra cho bọn tôi đứng đâu đó, nó đứng cách khoảng 100 mét, hơn 100 mét đó, là còn 5 tên, nó còn ống súng đấy. Thì trong lúc mà chúng tôi đứng đấy thì có thêm một người bơi được ở ngoài vào, đó là người đó là lính Hải Đô quê ở Hương Sơn. Thế mà người lính Hải Đô may mắn là khi tàu chìm bị trôi ngoài nên là cũng bơi vào được. Thế là Trường Phạm Văn Trường cũng bơi vào. Thì chúng tôi đợi, nghĩ là sẽ có tàu hoặc là quân chi viện, bởi vì cái chiến dịch chúng tôi cũng là chính người lính, nên cũng không thể nắm được hết những cái có thể là cái phương án của quân chủng hoặc là của đơn vị. Đợi thì đến 12:30 thì thủy triều thì nó lên cao rồi, trời thì nắng. Lúc đó cũng anh em cũng quên cả đói cả mệt luôn, mình nghĩ đến đồng đội hy sinh cho nên là rất là đau. Và mình nghĩ là chẳng hạn nhưng mà lúc đấy mà có thêm vũ khí hoặc là có quân tiếp viện để mà phản công lại nó. Nhưng cái sau này mình thì tôi mới nghĩ lại là tại vì mình yếu quá, nó quá mạnh. Lúc đó mà mình mà có những điều đó thì cũng là cái điều là không may. Thì có hai chiếc máy bay ra, nhưng mà nhìn chỉ bằng tay thôi, bay rất là cao. Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà bay cao thế này thì không thể có chi viện được rồi. Thì anh em sẽ quyết định là rời đảo. Thì lúc đó là tạt nước ở trong cái xuông đã, xẻ áo, đục xuông lại, lấy dùng tay tạt ra, tạt nước. Và là ưu tiên cho những cái thương binh và những người mà mệt. Sau này biết rất là nhiều người bị thương, nhưng mà bị thương ở trong ảo, thương những biết bị nhẹ, nhưng lúc đó là không nhìn thấy. Thì trong ngôi lên xuông, còn tôi và một số đồng chí nữa, tức là bám vào thanh xuông. Thì bởi vì là chuồng chật và lúc đó là nó nguy hiểm vì cá mập nhiều, nhưng mà không còn cách nào khác.
tức là nếu mà không may thì cá mập mà mình bám chuông là cá mập nó cắn luôn. Nhưng mà thì cũng phải nhường lại cho những người yếu và những đồng đội bị thương. Thì chúng tôi treo về cái tàu 505. Cái tàu 505 lúc đó là bị bắn nhưng mà nó đâm lên cạn, nó chết cháy, nó bị cháy một phần cho nó không thể tìm, nó vẫn còn có máy hoạt động được, đâm lên cạn. Thì chúng tôi treo về cái hướng đó, thì cách chừng khoảng hơn 3 hải lý, tức là từ đảo Bạc Má mà sang đảo Hồ Lính là khoảng 150 cây số, khoảng chầm đó. Thì bọn tôi treo được đến khoảng 2 giờ rưỡi thì phát hiện ra có một người đang bơi lên biển. Thì lúc đó thì tôi nghe các cái đồng chí ở đến bảo là phát hiện ra có một người bơi lên biển. Thì tôi leo lên chuông, tôi nhìn thấy khoảng cách cũng tương đối xa, nhưng mà tôi bảo là mọi người bây giờ là quay chuông và treo về cái hướng cái người bơi đó, và còn cái áo lấy dao trắng áo lót á phật lên và hố để cho họ biết bơi về hướng mình đi cho nhanh. Thì là lúc đầu thì có một số là ý kiến phản đối, mình sợ cứu được, tôi bảo không cần phải đi cứu. Thì là treo khoảng tầm khoảng 30 phút thì là vớt được cái người đó. Người đó tên là Hưng, Đồ Hưng, tức là thủy thủ của đoàn lính tàu, lính của tàu sóng bộ. Khi mà tàu chìm thì đồng chí này là lọt ra một cái lỗ đàn, đấy là lỗ gì ấy, tức là người nhỏ cho nên máy là lọt ra cái lỗ đó. Người quê Hải Phòng bây giờ là Kiến An Hải Phòng, đang sinh động ở Kiến An Hải Phòng. Thì khi mà bọn tôi đi cứu cái đồng chí Hưng đây á, thì biên tàu nóng không nóng họ phát hiện ra và họ thả một chiếc xuống máy xuống họ ra, và họ khoảng hơn 3 giờ thì họ hỗ trợ chúng tôi và lái dắt chúng tôi đi vào cái tàu 505. Thì đến tầm khoảng 5 giờ hơn 5 giờ một chút ấy, thì chúng tôi lên một cái tàu 505. Lên được tàu 505 rồi ấy, thì thực sự là có nước uống rồi, là mọi người ăn tạm miếng nước khô rồi, cũng mọi người thì cũng đang tranh thủ nói chuyện với gặp lại một số bạn bè. Còn tôi thì cũng tranh thủ đi xem thử là cái tàu 505 nó bị bắn như thế nào. Thì lúc đấy nó vẫn còn nóng, một số nó còn ấm ị, chạy tôi xuống rồi thì hôm tàu có mấy người là mấy anh đưa tôi đi xem, thì tức là đàn nó bắn từ xuyên từ bên này qua bên kia, mấy chục quả đàn nó bắn xuyên thẳng xuyên ngang như này. Cùng máy là có một số giường, có người nằm lúc đấy là đi sạc mà lại không bị, chỉ bị thương nhẹ nhẹ một số người, bị ít thôi chứ bị nhẹ chứ không bị vấn đề gì. Thì khí mà đến tàu 505 rồi, thì sau đó khoảng vài tiếng đồng hồ thì có cái tàu 931 ra chở mấy người thương binh vào trước, đi vào chuyến trước vào sinh tồn, và sau đó thì chở vào sáng vào để trực thăng cho các đồng chí. Thì còn có một số thì vào để sinh tồn, thì cũng những đồng chí tử là vào để sinh tồn thì bị cụt một chân, nhưng mà vào đó để bắn bỏ, nhưng mà các thứ cũng không chữa được vì mật máu quá nhiều rồi, nó cũng hy sinh tại sinh tồn. Thế còn riêng cái tàu hạt pin 505 thì ở đảo Liên Đảo thì bị nó bắn chìm, nhưng mà vẫn còn cái tháp, tức là nó chạy, nhưng mà nó chạy ấm ỉ cả ngày, nhưng mà nó nghiêng lại mình vẫn nhìn được cái tháp với tàu đấy đấy. Chiều thì cái tàu đó thì có khoảng hơn 20 thủy thủ đó, cả chỉ huy cả lính có hơn 20 người. Thì trên đó thì có một đồng chí bị thương nặng, một sĩ quan bị thương nặng và vào sinh tồn hy sinh. Thì còn một đồng chí lính thì bị mất tích, cũng có những là hy sinh, cũng là lúc đấy là hy sinh 2 người. Thì còn cái thủy thủ đoàn thì họ treo xuống, là sau này là cũng trong cái đêm đó là cũng vào, họ cũng vào được cái đảo sinh tồn. Nói chung thì trong cái buổi sáng ngày 14 tháng 3 thì các cái đơn vị bộ đội không phân biệt là lính chiến đấu hay là lính công binh hay là thủy thủ đoàn, nhưng mà anh em rất là đoàn kết. Tức là khi mà đánh giảm ra ca mà đang còn hố rồi thì là rất là nhiều người nhảy lên tàu, nhiều người lính của mình nhảy lên tàu sống bộ nó nhảy xuống để bơi vào để hỗ trợ cho cái chỗ mà đánh giảm ra ca nó đông quá, 50 tên nó bao bao vây, mà chúng tôi dưới còn 5 người lính chiến đấu và có mười mấy 20 người lính công binh, thì nó đông gấp đôi. Thì một số bơi vào, thì khi trên đường không may trên đường bơi vào trên nơi thì
thì đúng lúc nó nổ súng. Đấy. Và anh em chúng tôi ở trong đó là rất là kiên cường. Nói chung là chúng nó cũng vẫn tạo ra một cái cơ hội, tức là chúng nó vẫn buổi sáng là vẫn ép mình rút lui, tức là nó vẫn yêu cầu rút lui. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là đây là cái đảo của mình, cái nhiệm vụ của mình là phải bảo vệ, cho nên là chúng tôi đã không rút lui. Sau này thì cũng có một cái vài cái ý kiến đưa ra, tức là và có lệnh không nổ súng và lệnh nổ súng, thì tôi cũng đã từng phản bác ở trên mạng rồi, và tôi cũng đã từng gặp một số tướng lĩnh rồi. Thực sự là lúc đó chúng tôi bị mất liên lạc, bởi vì lúc đó là quân đội Trung Quốc nó là mạnh lắm, tàu nó là mạnh lắm rồi, tàu không trục khẩu về cần nữa, và cái công nghệ nó rất là hiện đại rồi, nó đã dùng cái áp chế điện tử, nó không những là ở cái tàu hoạt cái sóng bộ mà nhiều tàu và nhiều điểm ban nữa, tức là mình bị mất liên lạc. Buổi sáng nó tàu chúng tôi mất liên lạc với chỉ huy. Thứ hai nữa là giữa chúng tôi ở trên đảo Ma và trên tàu sóng bộ không thể nói miệng nghe được, trên chúng tôi không có cái lệnh nào là nổ súng hay không nổ súng, chúng tôi hành động theo cái trái tim của một người lính thôi, chứ chúng tôi cũng không ai bắt buộc là phải đứng đây cả, mà cũng không có ai bảo là nổ súng hay không nổ súng, mà mình hành động theo, tức là mình là một cái người lính nhận được huấn luyện là lính chiến đấu, và những người lính công binh thì cũng là những người lính là những người Việt Nam, có khi thì người đã là người Việt Nam thì là không phải người lính, họ vẫn là chiến đấu. Và những điều như chúng tôi làm được, hoặc như bản thân tôi thì tôi nghĩ rằng là đã là người Việt Nam thì những người khác họ cũng làm được thôi, có thể họ còn làm tốt hơn chúng tôi vào trong những cái khoảng khắc, những cái thời điểm đó. Thì sau khi mà chúng tôi mà trong buổi tối đó vào trong cái đảo sinh tồn ấy, thì tôi và đồng chí Trục thì cánh cái thi thể của anh Phương, Trần Văn Phương, mà sau này nó có anh Hùng mà báo chí cũng nói như nhiều đó. Đến sáng thì tối hôm đó thì tôi mệt quá, vì ngày hôm đó cả ngày bơi lặn lên lồi để đói cho mình, thế là cứ ngủ gục lúc nào vậy, thì nửa đêm thì mình giật mình, khi này mình dở chiều ra mới xem, tôi mới xem lại toàn bộ thì mình phát hiện ra là anh bị bắn ở bụng mà bị bắn ở đấy. Chỉ còn khi bị bắn và khi vỡ được đến xuống, tôi cũng không thể kịp thời gian để nhìn, mình còn làm việc khác. Sáng hôm sau thì là mấy cái đồng chí hy sinh đó thì chúng tôi là cùng với đơn vị là an táng ở cái đảo sinh tồn, cả cái đơn vị tại tiểu đoàn đó. Và sau 10 ngày, khoảng 10 ngày chúng tôi ở đảo sinh tồn thì có máy bay ra tiếp mà hàng của những quân đảo, rồi là vẫn trải lên rắn rồi mọi thứ, rồi là máy bay ra thả hàng xuống, là anh em kéo vào đây để phát huy. Chúng tôi lúc đó chả con quân đảo, chỉ mặc cái quân nuôi vào, anh em chia sẻ thôi. Mà những người lính đảo ngay đó, tức là nước mặn cho nên nhiễm mặn, cho nên là quân đảo nó rách hết, hầu như rách, nên là dẹp là cứ đứt hết đó, cho nên là cũng thiếu thốn. Nhưng anh em có cái gì là chia sẻ với nhau, cả trung đội được một đôi dẹp, rất là vất vả. Và những ngày chúng tôi ở đó thì ngày nào tàu Trung Quốc cũng chạy ra và chĩa pháo và tên lửa vào khiêu khích. 10 ngày sau thì có tàu của quân chủng ra đưa chúng tôi là toàn bộ những cái người mà may mắn sống sót, cũng như là cái số ở trên tàu HQ-505 và 605 là vào bờ. Trên đường chúng tôi vào bờ thì tàu Trung Quốc ấy, nó lại đuổi theo nó chăm này, bắt chân nó chăm này. Mà cũng nghĩ hôm nay thì nghĩ là lúc đó thì mình cũng chẳng có vũ khí gì cả, mà tàu mình nó kéo khơi từ sập và nó rất là ngang ngược. Nó tuyên bố là những cái chỗ mà nó chiếm rồi, mà nó tuyên bố mình mà đi trong vòng 20 hải lý nó bắn. Nó bắt tàu mình phải đi vòng. Nhưng ngày nào nó phải chạy gần những cái đảo mình, nó chĩa súng với tên lửa vào, nó dò, nó khiêu khích. Chứ nó ngang ngược, nó cái âm mưu rất là lớn. Sau này nó còn nhiều cái việc đó, là nó thể hiện cái âm mưu đó, nó muốn gây sự, nó muốn để mình mặc một cái âm mưu. Nếu mà ngay đó mình nếu mình nổ súng, nếu mình mà
mình phản công ấy, tức là mình dùng một số lực lượng để phản công thì khả năng mình sẽ mất rất là nhiều, bởi vì nó quá mạnh. Nhưng mà cơ thực thì cũng là rất là cấm thủ. Nếu như có vũ khí hoặc là cũng có nhiều, nếu như mà thua hay thắng chưa nói, nhưng mà để cho bộ đội với tàu mình bị nó bắn mà giả bắn như vậy thì cơ thực là cũng rất lâu. Nếu mà như có một cái tương quan lực lượng tương đối mà mời thì cũng rất là muốn sống chết cho chúng nó. Nhưng mà những cái tâm các ông trên lãnh đạo thì các ông có cái tâm nhìn khác. Đó, tức là biết là chữa đầy hơn thì biết là cắm thù hoặc là tức lắm ấy, nhưng mà mình mà đấy có thể là mình sẽ mất lợi lớn hơn. Đó. Thì sau này nhưng cái đảo Cô Linh về là lên đảo mà mình chiếm đó trong cái chiến dịch xây dựng tạm này thì mình mất cái gạc má đó, nhưng mà thì cũng là vẫn còn cái đảo Cô Linh và đảo lên đảo. Thì sau này mình đã xây dựng thì nó lại cho tàu để nó đuổi, nó lại đe dọa tiếp. Thì lúc đó thì máy bay của mình, số của mình là máy bay gì đó là mình cũng có ra mấy lần đuổi nó, nên nó mới đi. Nó thấy, nó nghĩ là nó chưa biết được cái cây đó là phi công của mình, cũng chưa anh tạc chọn cái biển đâu. Đó, nhưng mà nó thấy thế thì nó rồi nó không ngại nữa, chứ nó cũng đang còn không thấy sự tiếp rồi. Thì sau này thì nói chung là anh em việc vào trong bờ thì cũng được các cái bộ phận chỉ huy tiếp đón cũng rất là, các ông cũng rất là buồn với chuyện này, rồi các ông cũng rất thương những người mà đã hy sinh, những người sống sót và rất là quan tâm. Rồi đi về thì nghỉ ngơi chữa bệnh các thứ, rồi là ngay đó là báo chí đến cũng rất là nhiều, tôi cũng đã gặp rất là nhiều cái phóng viên báo chí, trong đó là ngay đó là có cái chị sau này bây giờ tôi lại gặp lại chị chục năm sau nó gặp lại chị đó, chị Phương Yên, tiếc là làm ở báo Tuổi Trẻ, sau này chị chuyển sang báo Lao Động, thì cũng nhân cái dịp khoảng 5 năm mới gặp lại đó, cũng mới gặp lại cái mấy năm mới tìm lại được. Thì chị là bao, chị cũng biết rất rõ, vì chị là một trong những người vào chụp ảnh và những người phóng viên đầu tiên để tiếp xúc với là những người lính từng đi Trường Sa đấy, mà nhất là tôi về đồng chí Trúc và những người mà trong cái sự kiện này còn sống sót là chị Phương Yến, người tiếp xúc đầu tiên. Hay nói chị cũng biết được một số bài, rồi cũng có đóng phim tư liệu, cũng có chiếu lên TV. Rồi ngày đó thì vì đã có cái lời kêu gọi là cả nước cho Trường Sa, cho nên là các cái trường trung học, tiểu học, rồi cao đẳng, rồi đại học là gửi thư từ rất nhiều. Các cái miền là quê là gửi qua cáp như kém đinh rắn này, rồi đan này, khăn mặt này, rồi bàn chải đinh rắn này, giày dép rất nhiều thứ. Là tôi lúc đó là đại diện cho bộ đội Trường Sa là đi nhận qua rất là nhiều, sẽ chở liên tục thứ tư, rồi là qua cáp là nhận rất là nhiều về để phân phát đi ra cho các cái đảo. Thì như bây giờ thì nói là ngay đó không đưa lên thông tin đại chúng, những cơ thức ngay đó đã có rồi, nhưng mà ngay đó là vì cái truyền thống ngay đó mà như bây giờ TV ít, rồi báo chí cũng ít, kể cả là cái bộ ngoại giao mình có phản đối gì mà Trung Quốc là có đọc ở trên cái đài, đọc cái đài 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 cái giống giá đi ố hay là gì đó là cái thánh này đó. Rồi thì tối ngày đó là cũng khi mà anh chị mà nghe đọc những người mất tích hy sinh ấy, lắng có tên mình biết là tôi cũng hy sinh chứ vì không phải đến tôi chứ biết tôi đi đảo rồi, nhưng mà khi nghe đó thì là nghĩ là tôi là không hy sinh, vì anh chị tôi cũng trong bộ đội, nhưng ở trên tầng đến binh đoàn 15. Trong cái sự kiện được mà này thì nói báo chí biết nhiều thì cũng cơ thực là cũng mấy năm trở lại đấy thôi, cũng ẩn đi một thời gian rất dài, và cũng nhờ mấy cái năm trở lại đấy ấy, thì qua truyền hình cũng như là qua báo chí các thứ, qua một cái số
tổ chức xã hội rồi một số những người giúp đỡ thì tôi cũng đã đi tìm lại và thăm lại rất nhiều, rồi cũng như là một cái số cựu chiến binh cũng được hỗ trợ giúp một phần nào ít nhiều gì để cải thiện cuộc sống. Vì hầu như những người đi từ Gạc Má đi cũng rất là vất vả, người nào cũng có một hoàn cảnh nó đã tương tự nhau. Trên nhờ cái phương tiện truyền thống, thông tin đại chúng càng ngày nó càng lan rộng ra, lan tỏa ra. Nhưng nếu mà biết cụ thể hoặc là để nghe một cái câu chuyện mà như tôi kể từ đầu đến cuối đấy thì không có mấy, bởi vì là một số nhân chứng đấy là họ biết rất là ít, tức là họ có thể là cứ vào họ cũng là không có mặt ở đó, có thể là họ ở dưới hầm tàu, có thể là họ lại là đang làm một cái nhiệm vụ của họ, nhưng họ không phải là những người quan sát từ đầu đến cuối, hoặc là có thể họ bị khi đó xong là họ đang ở một cái góc độ nào đó thì họ lại bị thương hoặc bị trúng bước mắt, hoặc là cái trình độ hoặc trí nhớ hoặc là cái việc làm thì không gắn được với cái sự kiện rất nhiều đó. Chỉ như bây giờ thì nói thật sự là cứ nói đến Gạc Má thì tương đương người ta cũng biết Gạc Má là nhiều, nhưng mà để nói một cái câu chuyện thì thực cũng chưa là mấy, cũng đứng rất là ít, kể là ở trong cái địa bàn Hà Tĩnh này hoặc là cái địa bàn mà cái chỗ quê hương, họ vẫn biết là tôi là cái người đến chiến đấu đấy, họ bảo rất là vinh dự hoặc gì đó thôi, nhưng họ cũng biết cụ thể nó là như thế nào để biết mà kỳ về cái câu chuyện này. Biết những cái giây phút mà đánh giáp La Ca, mà những cái đường lê mà nó đâm vào ngực mình, mà rồi là những cái khẩu AK nó chưa chĩa thẳng mình với trong một cái khoảng cách rất gần như thế, mình là may mắn mà toàn vẹn không bị thương, là cũng cái điều may mắn mà thoát cái chết là giữa sự sống và chết, là nó rất là mong manh, rất là ngày sẽ không phải là mình nói là mình không phải là mình tài giỏi gì cả, nhưng mà trong đó thì là cái máy mắn là vẫn nhiều. Ngoài ra thì mình cũng phải có một cái khả năng nào đó, ví dụ nếu không biết bơi làm thì mình sẽ không thoát được rồi. Thứ hai là mình cũng không thể cứu được ai cả. Trước hết là cho bản thân mình chưa làm được thì chưa cứu được nổi mình đó. Chứ những cái đó thì là những người lính tiến thao trường mà không chịu chăm chỉ, vì là không chịu khó, thì khi mà thời bình thì không nói, nhưng mà nếu mà khi lâm trận ấy thì cái xác suất để mà tồn tại nó kẹo lắm. Với chúng tôi rất là nhiều cơ hội để rút lui, chúng nó bao vây như vậy mà chĩa súng mà yêu cầu rút lui, buổi sáng này chúng tôi vẫn không rút lui. Thì đó cũng không cần, mình cũng cần phải cổ vũ cái gì nữa, cũng là cần để viết thêm cái gì nữa. Tôi chẳng qua là tôi kể là đấy là cái câu chuyện thôi, để cho mọi người cũng được hiểu rõ được cái sự thật là như vậy. Còn là cá người hay là gì đó thì nó có thể là đủ rồi, nghe như chị nghe đây hoặc khán giả nghe thì thấy đó cũng là cái tinh thần của người Việt Nam, nó dũng cảm như vậy. Anh Lánh thì lúc đấy thì mà lúc mà hai bên mà đánh nhau giáp La Ca thì anh Lánh thì cũng một trong những người nhưng mà lính công binh khác thì là cũng là đánh nhau với Trung Quốc, rồi anh cũng bị đấm, anh cũng bị bắn, và anh cũng là một trong những người là giữ cơ ở đó. Thế còn những cái mà những người khác nói thì có thể tôi lúc ấy vì tôi làm nhiệm vụ, tôi nhìn thấy cụ thể là anh là như thế nào, thì sau này thì có thể là người ta xét ra trong cái đơn vị công binh thì có thể là thứ nhất là anh cũng bị thương rất là nặng, thứ hai là cũng có một cái thành tích có thể hơn một chút nào đó thì là anh được có anh không. Chỉ còn những người đó đều là những người anh hùng rồi, thì còn phong thì là như thế nào thì tiêu chuẩn như thế nào được thôi, không sao cả đó. Bởi vì không phải là cũng mình cũng phải là phải phân biệt, hay là mình phải nói là gió cái này cái kia. Bản thân tôi đến nay không có giấy, chưa có một cái giấy khen, tôi không có huấn huy chương đâu. Tất cả những người tham gia đó, từ người hy sinh đến người sống, người là một anh hùng, người thì có huấn chương huy chương, nhưng mà tôi không khỏi, mà tôi nghĩ rằng là cái giấy khen lớn nhất ấy, là cái khen thưởng lớn nhất của tôi chính là những cái việc làm của tôi đã đến được với rất nhiều khán giả, và rất nhiều người họ quý mến, yêu mến, và họ
Phan Quý Trọng. Thì đó là một cái giải thưởng là khen thưởng là lớn nhất. Không có cái tôi nghĩ là cái gì có thể là lớn được. Cho nên tôi không bao giờ bị hỏi giấy khen hay bằng khen. Rất là tâm đắc với anh là tất cả những người chiến sĩ đó đều là những người anh hùng. Có một cái điều nữa là có cái quan điểm cho rằng là như vậy người ta bị bức chết, bị ép phải để cho nó xả đạn và mình không được chống lại. Thì anh nghĩ gì về quan điểm này? Bây giờ thì trong cái giai đoạn bây giờ thì cái màng ấy thì rất là tự do, chỉ cần ngồi mà bấm phím một chút là ứng nói chịu được. Cái chủ thể bây giờ tức là cái anh hùng bật phím xuất hiện rất là nhiều, mà không chỉ là những người mà trình độ thấp, có những người có thể là có bằng cấp học cao hoặc vị cao. Mà tôi cũng đã từng đi tham gia cùng một số cái hội thảo, tôi thấy họ tức là có thể họ phát biểu mà theo cái như cái một cái người mà trình độ như tôi thấy vẫn chưa hài lòng, tức là nhiều rất tôi không muốn là phê bình nhưng mà lại thì là tôi cũng hài lòng. Chứ còn mà nói với cái trận chiến gặp má thì họ không có quyền nói, họ không có quyền bình luận vì họ không biết cái gì ở đó mà bình luận. Họ tức là họ suy đoán đấy, họ muốn làm cái chuyện này nó chính đáng một chút chi đó để nó chính trị. Mà chúng tôi không phải là những người quân cơ, chúng tôi chỉ là những người lính. Mà đáng người lính thì là cái chuyện hy sinh người lính là bình thường, và người lính làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc thì là cái đó thôi. Trong cái thời đại mà chúng tôi xin ra nó là bình thường, không có gì mà phải là sau này thì đưa lên là tức là có nghĩa là có liên quan một chút chi đó. Tức là nói có thể là chúng tôi không được phép nổ súng hay tại sao thế này, tại sao thế kia. Tức là đây là khi người ta ngồi ở nhà trong phòng lành người ta mổ xẻ, còn thực tế nó vẫn như vậy. Thì tôi nghĩ như tôi đã lúc nãy tôi đã nói chuyện cuộc hành trình nó cũng thể là mang súng B-40 B-1 trên tàu được, chúng ta phải để trong phòng tàu. Mang súng mới thì phải có dầu mỡ. Chỉ trong lúc mà tôi kể từ cái thời gian chúng tôi ra và với thời gian như vậy thì làm sao mà chưa kịp nghỉ ngơi. Mà sáng sớm như vậy phải dậy sớm nhưng mà để một số để lau chùi súng, lắp súng các thứ. Tức là mình có phản ứng cũng là tương đối nhưng mà cơ thực so mà một cái người mà nếu như mà trong cái thời chiến thì nó khác. Cái giai đoạn đấy là cũng mình về ngõ chỉ về Trung Quốc là mình chỉ đụng đồ nhẹ vậy thôi, chứ mà nói về một xung đột vũ trang nó chưa khó. Cho nên mình có chủ quan một chút đó. Chứ cho nên là anh em có nghỉ ngơi một chút. Cho nên là sáng sớm là cổ là đem về là súng mới này lắm. Chứ nếu mà thời chiến thì mình lại chuẩn bị súng nóng nó lại khác rồi. Thì nó lại tất nhiên thì là cái kết quả thì không có gì thay đổi. Nếu mình chuẩn bị tổ sơn thì có thể mình có thể bắn máy lắm thì bắn chim được một con tàu, hoặc là bắn nó bị thương, hoặc bắn chết thêm được vài chục thằng nữa. Còn kết quả không có gì thay đổi, bởi vì tương quan lực lượng nó quá chênh lệch. Và về mọi mặt lúc đó mình cũng thua kém xa. Trong câu chuyện thì có một cái đoạn mà con nói về cái clip ở trên mạng ấy. Và lúc nãy thì nếu mà tôi nhớ không nhầm thì con nói là không phải là như thế. Thì như vậy theo anh cái clip mà nó tung lên mạng đấy thì nó có đúng như thế không? Cái clip đấy thì là nó đúng nhưng mà nó có ghép một chút, tức là nó cắt khúc này khúc kia, nó có thể là thời đó nó có thể nó cũng chưa quay được cho tròn vẹn, cho nên là bị nhoa bị thế nào đó. Thì có một cái đoạn mà khi mà nó bắt tay lên loa làm việc ấy là của buổi chiều hôm trước, rồi nó ghép lại với cái buổi sáng hôm sau, và là cả trong một cái thời gian rất là dài, tức là phải cả tiếng là mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà thời gian mà căng thẳng nhất là khoảng tầm gần 30 phút là khi đổ bộ xuống rồi cắp dây rồi đánh giáp là gà rồi bắn dưới đảo rồi là đấy sau bắn lên tàu rồi các thứ ấy. Nhưng mà ở trên cái clip ấy chỉ được hơn 30 phút thôi, nhưng nó không mô tả được hết cái trận gặp mát.
đó chính thức, cho nên là nhiều người họ cứ xem vào đó và họ suy luận, họ nói tức là những người đến Việt Nam lúc đó là nằm bí ở đàn rồi này nọ các thứ, bởi vì lúc đó cơ thức là mình cũng không còn cái gì nữa, súng và các thứ thì ở trên tàu mà xuống là cái nhiệm vụ là chúng tôi đã kể là xuống để xây đảo, bọn tôi xuống lắp xuống sớm cho nên là mượn hai khẩu súng của bên cái đơn vị tàu, còn súng của tôi bọn tôi là ở trên anh em nó còn nó đang lau chơi và đang chuẩn bị trên tàu. Tất nhiên là bạn bè tôi là cũng có một số người là nổ súng, nhưng mà họ nổ súng xong thì họ cũng là hy sinh. Tức là ví dụ như anh Nguyễn Đức Hải đã bắn được bắn hai quả B-40, nhưng mà bởi vì là lúc đấy là cũng bị thương rồi và bắn ra chỉ được khoảng 50 mét, 50-60 mét là nó cọng xuống biển nó nổ. Anh chỉ mà tính xem một trên cái clip có thể là có thể những cái phát đạn nổ mà gần với tàu nổ cái khoảng cách giữa là, tức là ở tàu anh bắn sáng nhưng bắn được vì các anh bị thương rồi. Nó là chủ động nó bắn tất cả cái vào này thì mình không không phải được, không có cơ hội. Câu chuyện về vòng tròn bất tử thì như thế nào vậy? Thì cái gì thì thực tế là tôi thấy thì cái câu chuyện mà vòng tròn bất tử ấy thì nó rất là xúc động. Mà gần như là nó mô tả được cái tinh thần của những người lính, của những người lính hải quân, tức là không sợ hy sinh mà cương quyết để mà bảo vệ lá cờ. Chứ còn cái chuyện là chúng tôi quay tròn lại để bảo lá cờ là bảo vệ lá cờ là không phải, mà chúng tôi chiến đấu xung quanh lá cờ để bảo vệ lá cờ, chứ không phải là quay lại giống như một số nói là quay lại để giữ cờ mà để cho dùng nó bắn các thứ là không phải. Nhưng mà có nghĩa là nó đánh giáp lá cờ nó vào nó cướp cờ rồi này thì chúng tôi đánh chúng nó cái vòng phía ngoài để mà bảo vệ cái lá cờ hay sao. Thì sau này họ có lấy cái vòng tròn bất tử đó, bởi vì ở đó là cũng số lượng anh em các đồng chí hy sinh rất là nhiều, rất là gan dạ và hy sinh, chấp nhận hy sinh. Chứ còn không phải những người ta nói là quay lại thì ốm lại là ốm cơ để cho đừng cho xa bằng đó, đó là không phải. Cái tàu 2Q604 thì cuối cùng là còn nhiều người sống không anh? Cái tàu chúng tôi ấy, thì hai cái trung đội lính chiến đấu thì còn một mình tôi nguyên vẹn và còn một anh Hoàng Bùi Hải một người mà khi bị thương đó là hai người lính là tôi và anh Hải là thuộc lính của lữ đoàn 146 hải quân Ninh Bộ. Lính công binh thì còn khoảng 20 người là may mắn trong đó khoảng với con số chứ 10-20 người, tức là cả bị thương nhưng mà đây là sống sót trở về nhưng không bị bắt, không bị Trung Quốc bắt. Lính hải đồ thì có 2 người, thì một người bị bắt và một người không bị bắt. Thủy thủ đoàn 1604 thì một người bị bắt và một người chúng tôi vớt lại là tôi kể đấy. Trong cái số 9 người bị bắt ấy, thì có một người bị thương nặng và có ba người khác cũng bị thương, cũng sau này cũng là thương binh nhưng mà có một thương binh nhẹ hơn, một người bị thương nặng. Chính người đó thì có một người lính hải đô, một người lính thủy thủ đoàn, còn 7 người lính công binh. 7 người lính công binh thì trong 9 người thì bây giờ cũng đã chết thì 2 người rồi, 2 người bị bệnh chết rồi, còn 7 người nữa. Tâm tâm lúc đấy là mình đã dương cái cờ lên chưa, cái cờ là to cờ mình nhất cờ Tổ quốc kích thước là to, kích thước to tức là hai là mình dương hai lá hai cờ. Thế là đã cắm cái cọc này chuyện trước cũng được, tức là đang cầm đi lại, tức là chỗ tôi đứng là chỗ cọc nhưng mà đang đi lại gần đến cũng có mấy mét thôi, nhưng mà có thể là trong 5-7 mét mình nó trên đường đi lại thì chưa thể nơi thì đã nổ súng rồi, cho nên là khi đặt là anh Phương đang đi lại thì ra thì đeo cơ anh đứng ngay cho cột cơ. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cái cột cơ và được đeo cơ, tức là các anh cho một cái vinh dự đấy
nhưng mà cuối cùng là chưa được treo lá cờ lên. Nhưng mà cờ mình thì dương lên rồi, nhưng mà không phải một lá mà hai lá đó, thì ta dương lên đảo đưa đi cặp cờ trên đảo rồi, nhưng vật kiểu trên đảo rồi, trên này rồi, và đưa đã đi từ khi mà đánh giảm ra cao và đi lại phía cột cờ rồi, nhưng mà chưa buộc lên được cờ trên, tức là cột cờ, tức là mình vẫn còn phải giữ ở tay. Cột cờ thì đã xây xong. Không phải xây mà mình cắm, trốn một cái lỗ mình cắm. Trên tàu của anh có pháo không? Trên tàu còn không, tàu là tàu vận tải, không có pháo. Những cái tàu quanh đây như tàu 505 thì có pháo. Tàu 505 là tàu ngày xưa của Mỹ rồi, sau này là cái hơi giải phóng nên chắc là mình không biết là nó bàn giáo cho mình qua cái chỗ thêm như thế nào hay mình kiếm được như thế nào, nhưng mà nó rất là lớn, nhưng mà nó tàu đổ bộ trên nó là có pháo 37, pháo 00 chứ không có pháo lớn, chắc là ngày xưa có mà sau này chứ không có 76 giá mà có pháo 00. Nhưng mà cái tàu này là từ ngày giải phóng giờ là mình chủ yếu làm vận tải, quân chủ hải quân là chung để vận tải, cho nên là súng các thứ nó cũng còn đấy nữa, nó cũng phải như một cái tàu chiến đấu nữa, súng nó bắn cũng không không này có bắn được vài phát rồi nó bị khóc đảo. Nó theo anh thì bên nào nó xuống chợ thế này thì thực sự là rất là khó, tôi cũng không muốn nặng về cái vấn đề này, bởi vì lúc này thì tôi đã có nói, tôi cũng có nghe một cái loạt AK ở đâu đấy, nhưng mà tôi cũng không biết là của ta hay của địch. Trên cơ sở để mà khẳng định bên nào nổ súng trước thì thực sự là tôi không biết ai nổ súng trước. Những người mà còn sống ấy, thì hầu như là ở trên cái trừ cái số người bị bắt thì là đều là nằm trên cái xuồng. Vâng. Đều là cái xuồng. Đều trên ngoài cái xuồng ấy có ai là người sống sót nữa không? Ngoài không đi về bằng cái xuồng ấy không? Không có. Sao trước đây có những bài báo viết là ai bơi sang đảo sinh tồn như đó, nó không phải. Không. Đảo sinh tồn là của cái đảo bên Cô Linh, bên Lên Đao, họ treo cái xuồng này. Họ treo xuồng. Bên Lên Đao thì họ sao? Chứ tôi chỉ nhìn quá mà thấy đông đông nhấp nhô có thể thôi. Tôi chỉ nhớ mặt một số người thôi. Còn không chính xác, sau này tôi đi điều tra lại tôi phải... Thứ nhất là giải tờ đơn vị, thứ hai là phải cho cái người đó tôi phải phỏng vấn lại. Từ họ nói với nhau này, họ bảo vệ cho nhau rồi. Thì tôi sợ là có những người không có mặt mà họ chỉ nghe kể, thì tôi phải phỏng vấn riêng từng người một, tức là những cái chi tiết nhỏ của hôm nay. Chứ còn giờ mà kể về chỗ này thì những người họ cũng thể tham gia, họ vẫn kể về, họ kể sơ sơ như vậy. Ừ, chứ cần những cái chi tiết rất là nhỏ nào đó. Từ ngày mà chúng tôi trở về cho đến bây giờ thì cũng chưa có điều kiện một lần quay lại thăm cái chiến trường xưa. Nguyện vọng của tôi cũng như tất cả những anh em cựu chiến binh gặp má mà còn may mắn sống sót, bởi vì chúng tôi rất là nhớ và rất là đau buồn, rất trăn trở nơi trên cái đáy đại dương biển Trường Sa, nhất là ở cái đảo Gạc Ma mà đồng đội chúng tôi đã hy sinh và thi hài con năm mới trên đáy biển. Chúng tôi muốn được đến đó, được nhìn lại và được thả cái vòng hoa để tri ân tưởng nhớ, cũng như thắp nén nhang và nói những lời tâm tư tâm sự, những lời cầu nguyện cho đồng đội, và cũng như muốn được đi thăm một cái số đảo để động viên các cái chiến sĩ trẻ và xem cái cuộc sống của những người lính đảo bây giờ có được khá giả hơn ngày xưa nhiều không, bởi vì cái người lính đảo rất là thiếu thốn về tinh thần, rất là vất vả, và cái sự sống chết của các anh thì nó rất là mong manh, bởi vì chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đấy, cho nên là
là gieo ít nhất chỉ một lần. Chúng tôi, bản thân tôi là trưởng ban liên lạc của cựu binh Gạc Ma Hạt Quý 64, bày tỏ cái tâm nguyện muốn cùng các cái đồng đội cựu chiến binh Gạc Ma khác được quay trở lại thăm Trường Sa một lần.